sau vụ cháy trung tâm thương mại đã khiến ít nhất 11 người tử vong. Tại Pakistan đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Được biết hai vụ tai nạn này xảy ra hôm 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo Rescue 1122, tổ chức cứu hộ của chính phủ, bốn người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tai nạn đầu tiên khi một ô tô va chạm với xe đầu kéo chở một tàu đánh cá trên đường cao tốc ở huyện Attock, phía đông tỉnh Punjab của Pakistan. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát tuần tra đường cao tốc đã nhanh chóng tới hiện trường và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện gần đó. Cảnh sát cho biết tài xế ô tô chạy quá tốc độ dẫn tới mất lái và đâm thẳng vào xe đầu kéo từ phía sau. Trong một vụ tai nạn khác, ba người thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi một xe chở khách du lịch lao xuống vực sâu tại khu vực Peshman Kalam, huyện Swat, phía tây bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.